Như vậy là con máy số 1 này, số 2 này, số 3 này đã xong. Và bây giờ em sang con máy cuối cùng, con máy số 4 trong đơn hàng 4 con máy Mitsubishi 8DC9-3A cho một vị khách mua máy của em về để bán lại cho mua về cửa hàng mình để bán nha anh em nhá. Trong cầu Bình Điền. Cầu Bình Điền ở Sài Gòn đấy anh em ạ. Ba con đều lũ ok hết rồi. Bây giờ còn con cuối cùng thôi. Nói chung là máy bãi thì không bao giờ làm anh em thất vọng được. Thực sự là lũ quá êm, quá khỏe luôn. Nghe tiếng lũ của nó sướng tai thật. Thì con máy số 4 này vẫn theo quy trình nha. Em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó để cho tất cả mọi người cùng biết. Con này là lòng của nó là 1 tấc 35. Mã lực của nó là 306, 307 và vòng tua của nó là 2001 đấy anh em ạ. Con máy số 4, con máy cuối cùng trong đơn hàng 4 con máy nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho anh em nhá. Đầu tiên là một con máy có đẹp hay không ạ? Mà nói chung là đa số là máy nghĩa địa đều đẹp hết. Có đẹp hay không ạ? Anh em phải nhìn cái lơ. Cả hai bên dưới lốp của nó vẫn còn xanh gì này. Máy này nó vẫn còn được, cái giá trị sử dụng của nó còn cao lắm mà tất cả nó còn nguyên zin đấy nhá anh em nhá. Nhìn này, cả đến củ đề của nó vẫn còn mới này. Đây này, lốp của nó xanh gì luôn nhá anh em nhá. Máy đẹp lắm. Và hôm trước em có một vị khách ở trong tận Kiên Giang cơ, bay ra con này mua máy một con máy này nữa. Em đã gửi vào trong Kiên Giang cho anh Mận rồi. Anh Mận ở trong hòn đất Kiên Giang ấy. Có những vị khách anh em nào có thời gian đấy thì anh em có thể bay ra ngoài này mua máy của em. Ok luôn. Sẵn sàng lúc nào hân hạnh đón tiếp tất cả các vị khách ở xa đến nhá. Đây, lốp máy này. Ốc quy lát này nguyên zin hết này anh em này. Bảy màu hết này. Cái dòng máy tắm máy mà nhìn mà bảy màu như này là rất là hiếm ấy anh em ạ. Dây có dầu bảy màu. Con heo của nó này vẫn còn bảy màu này, nguyên zin hết này, ốc nhái nguyên zin hết này anh em này. Dây co dầu anh em nhìn này, nó đẹp là nó đẹp đều từ trên mà xuống nhá. Đây, lắp cabo này, nguyên zin hết này, ốc này vẫn còn bảy màu hết này. Dây co dầu này, với lại cổ có gió này, hai cổ có gió bảy màu hết, đẹp rực rỡ luôn, lốc cái thứ này. Lốc gần như mới luôn này anh em này. Máy đẹp lắm. Và bên cơ sở em có rất là nhiều cái dòng máy này, anh em cần mua thì cứ liên hệ, lúc nào cũng có đủ sản phẩm để đủ các loại mặt hàng để phục vụ cho tất cả các anh em có nhu cầu nhá, mua buôn mua lẻ. Đây. Dây cái dàn dây co củ có gió của nó, dàn dây co dầu của nó bảy màu hết này anh em này. Bơm đây, đây. Đặc biệt là 8DC9-3A này, bơm nó là bơm to này anh em này, đít bơm to luôn nhá em nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đây. Đây, nguyên zin hết, chưa có một tí gioăng keo nào luôn này. Ui giời, mới không anh em này. Dây co dầu bảy màu hết. Máy này mà về chạy anh em ở trong đấy, anh em ở trong miền Nam mua về chạy xe này. Chạy tàu thuyền này, nhiều lắm. Với lại hút cát nữa, em bán được nhiều lắm anh em ạ. Đây này. Lốc này xanh gì luôn này, mới này, nguyên zin nhá, ốc quy lát nguyên zin hết, dàn dây co dầu này, nguyên zin này. Cái chống nóng của nó vẫn còn trắng tinh này. Đây, sinh hàn của nó đến nỗi là vẫn còn Mazda Inzaba này anh em này. Mazda Inzaba này. Đây. Sinh hàn nguyên zin hết này, bảy màu rực rỡ luôn nhá, lốc xanh gì luôn. Mới lắm. Thực sự luôn, nó quá đẹp và mới luôn nhá anh em nhá. Đây. Tất cả máy nó còn nguyên hết, đẹp rực rỡ. Đẹp mê hồn luôn. Hình thức của con máy số 4 này thì đúng là đỉnh của chóp rồi. Bây giờ sẽ cho anh em thợ test lổ để gửi video cho ông chú ở trong cầu Bình Điền nhá. Lổ đi anh em ơi. Con máy số 4. Em du luôn. Êm thế nhỉ. Quá mới luôn. Nghe như kiểu không có tiếng động. Em du luôn. Không có một tí khói nào luôn nhá. Thank you.
quá êm quá khỏe luôn nhá, không có một tí khói nào luôn. Em Galaxy êm du luôn nhá. Sướng tài giòn tài khoa. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm Mitsu 8DC9, con máy cuối cùng có 8DC9-3, con máy cuối cùng cho đơn hàng 4 con máy Mitsu cho ông chú ở trong cầu Bình Điền nhá anh em nhá. Máy lổ gầm như khủng long luôn. Không có một tí khói nào, không có một tí đổ hơi nào luôn anh em nhá. Đúng là máy bãi thì không bao giờ làm anh em thất vọng rồi. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá anh em nhá. Tất cả 4 con máy, nếu mà anh em nào có nhu cầu, đang có nhu cầu mua máy ấy, hay là mua máy để sử dụng vào cái công việc gì đấy, thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn cho anh em làm sao có thể chọn lựa được cái dòng sản phẩm nào đó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Và nếu mà cái video em đăng lên đấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy nhá, thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh hoặc là động cơ ô tô Hưng Thịnh PP88 nhá. Và trong đó sẽ ra đầy đủ 4 cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe khách, xe đầu kéo, xe ben, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá này, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt. Tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết. Giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn. Và đặc biệt nữa là nếu mà máy móc của anh em hỏng hóc có chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, anh em cần mua đồ vặt gì, lốc trục, quy lát, heo bọng hay là một con ốc của cái con máy, bất kỳ con máy nào khác của mọi người, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua ấy, em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại lớn như thế. Có những anh em bảo là ở trong này cái cơ sở đồ mới người ta không có đủ đồ, hoặc là ở đây em không biết chỗ bán, anh giúp em bán cho em cái đồ này cả, không có cái đồ này xe em không chạy được, máy em không đổ được. Thực sự là bán cái đồ vặt này nó không là lãi bao tiền đâu anh em ạ, nhưng nó giúp mình quảng bá cái cơ sở của mình, nhiều anh em người ta biết đến cơ sở của mình hơn. Sau này nếu mà anh em có nhu cầu mua máy móc ấy, thì anh em sẽ ai có anh em có bạn bè hay là ai mua máy móc anh em sẽ ủng hộ mình, và cái điều đấy là điều mà mình được thôi anh em ạ. Mà nói thật với anh em là những cái đồ đi theo máy, đồ cũ đi theo máy ấy, cái chất thép của nó khác hoàn toàn với những cái đồ mới nhá. Đồ mới là sắt pha gang ấy, cái độ bền của nó, cái độ cứng với độ dẻo dai của cái đồ mà đồ cũ này ấy, đồ đi theo máy là bao giờ nó vẫn hơn cái đồ mới nó rất là nhiều. Đồ mới là sắt pha gang ấy, độ bền nó sẽ không bao giờ bằng được. Những anh em thợ lâu năm ấy, người ta chỉ thích dùng những cái đồ cũ, đồ bãi, gọi là đồ bãi đi theo máy này thôi anh em ạ. Nếu mà anh em nào có nhu cầu, chỉ cần cần máy móc nó hỏng hóc nó chưa nhiều, chưa cần phải thay máy ấy, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra bán cho mọi người được. Và em Hưng cũng xin lưu ý là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không, và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá, để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em bị mất tiền cọc rồi chuyển hám rẻ này, chuyển cọc cho những người ta làm ăn không uy tín. Rồi khi chuyển cọc cho người ta gửi hình ảnh một con máy rất là đẹp và gửi video một con máy rất là đẹp, nhưng khi gửi vào là một con máy không đúng. Bây giờ anh em không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào ôm là con máy dở rồi không dùng được thì gửi ra giả cho người ta, thì người ta hẹn 3 ngày 5 ngày người ta trả lại tiền, có khi đến 3 tháng 5 tháng không trả lại tiền, rồi nói nhau bóc phốt nhau, chửi nhau trên mạng. Thực sự là những cái trường hợp như thế xảy ra rất là nhiều. Em dù không muốn nói đâu nhưng
thực sự là cố ở những cái video mình vẫn cố muốn nói để cho tất cả anh em biết để mà tránh thôi anh em ạ. Vì nó là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng, và thứ hai nữa là nó cũng ảnh hưởng đến em. Khi mà khách hàng người ta gặp những cái vấn đề như thế nhiều ấy thì người ta sẽ mất lòng tin vào những cái người bán hàng trên mạng. Thì chắc chắn là anh em sẽ sau này ấy, anh em sẽ không muốn mua hàng trên mạng nữa. Thì em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và trong khi đấy em là người có cơ sở đàng hoàng và làm ăn cũng chưa sai với bất kỳ một khách hàng nào cả. Vì thế mà vì một số thành phần như thế mà mình bị liên lụy thì rất là ức chế anh em ạ. Vì thế mà vẫn cố ở video lại cố nhắc để cho anh em cùng biết mà tránh nha anh em nha. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ông chú ở trong Sài Gòn nhá. Chúc cho chú mua cái lô máy của cháu về sớm bán hết. Và cùng hợp tác lại xe cùng hợp tác tiếp những cái lô hàng tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả các anh em đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.